mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đôi mắt âm dương. Bà tôi kể hồi nhỏ, những lúc nông nhàn thì bà xe nhang làm nghề phụ, bà không hề tẩm hóa chất nào vào nhang để tỏ lòng tôn kính, vì đây là vật phẩm dành để cúng dường. Có lẽ nhờ làm nhang bằng tấm lòng thành thuần khiết, vào năm hơn 30 tuổi, bà bị bệnh nặng thì được Bồ Tát cứu. Trên đường phố, bà gặp một bà già tu Phật giúp chữa cho lành bệnh. Bà già này đã sắc thuốc trị cho bà tôi. Sau khi uống thuốc xong, bà tôi lành bệnh. Nhưng kể từ đó, linh nhãn cũng khai mở. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, bà đều có thể nhìn thấy một cõi không gian khác mà mắt phàm chúng ta không thể thấy. Trước đây, tôi hoàn toàn không tin vào mấy cái thuyết thiên nhãn hay mắt âm dương chi, do bà thì luôn nhìn thấy những loài mà tôi không nhìn thấy, nên tôi luôn bảo là bà mắc bệnh thần kinh và cho bà là cổ hủ, phong kiến, mê tín. Sau này, kể từ khi tôi có duyên may được nghe Phật Pháp rồi, phát tâm nhập đạo, thì mới hiểu và biết tri ân những gì mà đôi mắt âm dương của bà nhìn thấy. Bởi việc này đã giúp tăng thêm tín tâm cho tôi rất nhiều. Tôi xin kể ra nguyên nhân khiến mình tu theo Phật. Vào khoảng mấy năm trước, tôi đang đi trên đường thì gặp người bán lương. Nhìn cảnh họ róc xương, lột da lương, tôi thấy bất nhẫn quá, nên quyết định mua hết số lương còn sống trong chậu, đem đến ao nước trong công viên lân cận để phóng sinh. Từ nhỏ, tôi vốn sợ rắn, nên những loài có hình dạng giống chúng tôi đều sợ. Vì vậy mà số lương nằm trong bao, tôi không dám bắt, đành phải rủ em gái cùng tôi đem tới công viên, nhờ nó bắt thả xuống ao giùm. Do tôi sợ quá, nên chỉ đứng xa xa phía sau mà nhìn thôi. Kết quả, khi lương thả xuống nước xong, nhiều con còn bơi lại gần đến chỗ tôi. Trông chúng mạnh khỏe, và hơn phân nửa đều ló đầu lên mặt nước, bu lại chỗ tôi, không ngừng gật đầu, cúc cung cảm tạ. Tôi nhận rõ ý chúng là như thế. Ngộ cái là, chúng không hề xúm lại quanh em gái tôi, dù em ở rất gần chúng, mà lại bơi đến dây quanh chỗ tôi và không ngừng cúi chào. Lâu thật lâu, chúng mới chịu bỏ đi. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, ngay giây phút đó, tôi hết sức bất ngờ và cảm động. Cảm động đến lệ tuôn đầy mặt, và tôi hiểu thế nào là chúng sinh bình đẳng, vật và người vốn có linh tính giống nhau. Trước đây, tôi vốn là kẻ mê ăn mặn, luôn phản đối ăn chay. Hễ đến bữa ăn mà không có thịt cá thì tôi nhất quyết không chịu cầm đũa. Nhưng sau khi phóng sinh lương xong, quay về nhà rồi, tâm tôi đã thay đổi. Tôi không còn hứng thú với việc ăn mặn nữa. Tôi bắt đầu nghiên cứu kinh Phật để hiểu thêm nhiều hơn về những điều kỳ diệu trong cuộc sống và âm thầm cảm ơn những con lương kia đã dìu tôi bước vào Phật môn. Mới đầu, tôi xem kinh Địa Tạng, rồi từ đó mỗi tháng vào 10 ngày trai, mồng 1, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, thì tôi đều tụng kinh Địa Tạng. Bà tôi vốn không biết chữ và chẳng hiểu gì về 10 ngày trai này. Nhưng mỗi lúc đúng vào 10 ngày trai, sau khi tôi tan sở về nhà, là bà luôn hỏi tôi: "Hôm nay có phải con sẽ tụng kinh Địa Tạng không?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Vì sao bà biết?" Bà đáp: "Làm sao mà không biết được. Bà thấy các chúng sinh cõi quỷ ngay từ hồi chiều đã tụ tập đầy trong nhà rồi, đông đến hết đếm nổi luôn. Chúng đến để nghe con tụng kinh mà. Có những hôm thấy tối quá rồi mà tôi còn làm việc, bà đến gần bảo: "Đừng làm nữa,
lo mà tụng kinh Địa Tạng đi. Không nên để các chúng sinh kia quỳ đợi lâu, rất có tội và không tốt. Hơn nữa, bà còn tả rõ cảnh tượng chúng quỷ chỉ tụ tập đúng vào 10 ngày trai là những ngày tôi chọn để tụng kinh. Bà thấy trong số đó có cả động vật và người. Dông người thì mặc y phục thuộc về triều đại của họ. Tôi trước đây mê ăn mặn, không ưa ăn chay, nên khiến bà phải khổ theo, bởi vì tôi mà bà phải giết vật tạo ác nghiệp nhiều. Trong thời gian tôi tụng kinh Địa Tạng, những chúng sinh bị giết ăn kia đều đến nghe kinh, có đủ heo, tôm, gà, cua, cá, vân vân. Đặc biệt có một lần bầy cua tới còn dung dậy mấy cái càng to, như hướng bà muốn nói là cả nhà tôi từng ăn cua, chúng nghe tụng kinh với vẻ rất hoan hỷ. Bây giờ tôi không còn tụng kinh Địa Tạng nữa, mà thời khóa chính của tôi là kinh Kim Cang, Tâm Kinh, Chú Lăng Nghiêm, vân vân. Đương nhiên, bao giờ cũng có chúng sinh cõi khác tụ tập đến nghe. Học Phật vốn là buông bỏ chấp trước, nhưng vẫn có nhiều người càng tu càng chấp. Chấp nơi quan thân trái chủ, sợ quan thân trái chủ làm chướng mình nên muốn bỏ cuộc không tu trì. Ngài Ấn Quang từng giảng, quý vị chẳng biết là quỷ cùng người luôn ở chung lẫn lộn hay sao? Bởi không chỗ nào mà không có quỷ. Dù ta không mời quỷ đến, nhưng nhà nào cũng có quỷ. Tính ra, chúng quỷ hiện diện đông hơn người gấp trăm ngàn lần. Nếu người sợ quỷ, thì cần tích đức, hành thiện, ác quỷ sẽ sinh lòng kính trọng mà hộ trì. Nếu người làm việc ám muội, thì quỷ sẽ tranh nhau dè biểu, nên khó thể sống an. Nếu đã biết rõ như vậy, thì dù ở một mình trong nhà tối, mọi người cũng chẳng nên khởi chút niệm quấy hay chút ý tà, huống nữa là làm ra những việc lỗi. Loài quỷ nếu là quỷ thiện thì thấy người đến ắt nhường đường, khi người đi khỏi chúng mới chiếm khắp đất đó. Nếu lệ quỷ, quỷ ác xuất hiện ắt có điềm chẳng lành lớn. Phải biết trước mặt mọi người luôn có rất nhiều thiện quỷ hay ác quỷ. Muốn không sợ quỷ thì nên giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Được vậy thì các loài quỷ đang hiện diện đó sẽ biết thành kẻ hộ vệ cho người. Chỉ sợ rằng loài quỷ được ta khiến cho kính trọng không có nhiều. Nếu có được nhiều thì càng tốt, sợ mà làm chi. Giờ tôi xin nói đến việc truyền âm kinh luận. Nhờ may mắn mà tôi biết được công đức này. Nếu có thể, bạn nên sắp đặt trong ngôi kiến trúc của mình một nơi phát âm, quảng bá kinh. Được vậy thì môi trường hoàn cảnh lân cận sẽ chuyển hóa triệt để, có đủ năng lực hướng dẫn nhân tâm, giống như cõi Tịnh Phổ Đà Sơn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ích lợi cực lớn thu được là, ngay trong khu vực phát âm kinh chú, không chỉ có người mà bao gồm cả côn trùng, tất cả chúng sinh nơi đó đều được miễn trừ đọa tam ác đạo, có thể siêu sinh cõi trời, người hoặc cõi tịnh của chư Phật. Do buổi tối thời gian bận rộn nhiều nên tôi đổi lại mỗi ngày tụng kinh vào buổi sáng sớm. Trong nhà tôi sắm hai máy cho mở phát kinh thường xuyên, một máy DVD chuyên phát kinh chú tôi đặt tại Phật đường, một máy phát văn thù tâm chú tôi đặt trên bàn nơi thư phòng. Tôi hy vọng có thể giúp chúng sinh đến nghe kinh được thọ ích trong tất cả mọi thời. Lúc tôi mở DVD phát đĩa kinh, đã chiêu cảm rất nhiều chúng sinh hữu duyên đến nghe. Trong số đó có một con rồng. Lần đầu bà tôi nhìn thấy dốc dáng khổng lồ của nó thì đã kinh hoảng hét lên: "Ôi chao, con rắn này sao mà to khiếp!" Bà còn tả là nó nằm phía ngoài sân thượng của gian thờ Phật.
Nó còn lượn tới lượn lui ngoài sân canh trộm. Tôi khuyên bà đừng sợ, mà hãy nhìn kỹ xem con rắn khổng lồ bà tả đó, nó có móng hay không. Bà nhìn kỹ rồi đáp có. Tôi giải thích, đó không phải là rắn, mà là rồng, là long thần hộ pháp. Năm nay con rồng ấy lại hiện thân, lần này nó nằm trên không, chỗ phát ra văn thù tâm chú. Trong kinh điển Phật giáo thường nhắc đến Thiên Long Bát Bộ, Long Thiên Hộ Pháp vân vân, song mọi người đều không hiểu ý này. Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn đã dặn dò Long Dương Chư Thiên, nhắc nhở họ hộ trì Phật Pháp. Do đã trải qua hơn 2.000 năm, nên nhiều người còn cho đây là chuyện thần thoại phi thực, không thể nào tin. Tôi thực cảm ơn Chư Thiện Tri Thức đã chỉ điểm cho trên con đường tu tập hành đạo. Cũng cảm ơn đôi mắt âm dương của bà, cảm ơn Long Thiên Hộ Pháp thị hiện, khiến tôi đối với Phật Pháp có đủ lòng tin. Câu chuyện tôi kể ra hoàn toàn có thật. Bạn không tin thì cứ xem như nghe chuyện thần thoại vậy. Còn tôi thì vẫn tin rằng thế giới này thực sự có tồn tại những loài mà mắt thịt của con người không nhìn thấu. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nên chúng ta giờ phút nào cũng phải quan sát và kiểm điểm từng khởi tâm động niệm của mình. Nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới. Nguyện tất cả đồng tu hành đạt đạo. Cư sĩ Diệu Thanh.